Bernardo Silva đã sánh ngang với một cựu ngôi sao Manchester United và bỏ xa Ronaldo khỏi một kỷ lục tại Premier League. Bernardo Silva là một trong những cầu thủ bị đánh giá thấp hơn so với tài năng vốn có tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên thì màn trình diễn của cầu thủ này cho Man City trong chiến thắng 2-0 trước Chelsea ở trận mở màn mùa giải mới và cột mốc mà anh đã đạt được đã mang lại những lời khen ngợi xứng đáng. Cầu thủ 30 tuổi này đã tái hiện vai trò tiền vệ kiêm tiền vệ cánh thường thấy của mình trong đội hình của Pep Guardiola. Anh đã kiến tạo cho bàn mở tỷ số của trận đấu, chuyền bóng cho Erling Haaland vượt qua những pha truy cản của Marco Correa và Olivier Coleman trước khi dứt điểm của Robert Sanchez. Pha kiến tạo này đã trở thành một cột mốc lịch sử đối với Silva, giúp anh sánh ngang với cầu thủ chạy cánh huyền thoại của Manchester United, Nani, với số pha kiến tạo nhiều nhất của một cầu thủ Bồ Đào Nha tại Premier League với 43 lần. Bernardo Silva gia nhập Man City vào mùa hè năm 2017 từ Monaco với mức phí chuyển nhượng chỉ được cho là 50 triệu euro. Anh đã mất một quãng thời gian khá để có thể ổn định và kể từ khi ổn định thì giá trị của cầu thủ người Bồ Đào Nha là vô cùng lớn đối với Man City. Bernardo Silva đã có 234 lần ra sân và là một nhân tố quan trọng giúp đội chủ sân Etihad vô địch cả 6 danh hiệu Premier League giành được trong kỷ nguyên Guardiola. Anh đã ghi được 39 bàn thắng và quan trọng hơn đã có 43 pha kiến tạo tại sở đấu cao nhất nước Anh. Nani trước đây đã giữ danh hiệu cầu thủ người Bồ Đào Nha kiến tạo nhiều nhất tại Premier League nhưng kỷ lục đó thì đã bị Bernardo Silva bắt kịp. Nhưng Nani thì vẫn có những lý do để tự hào. Anh chỉ mất 147 trận đấu tại Hoàng Anh trong áo của Manchester United để có được 43 pha kiến tạo. Cựu cầu thủ Sporting rời United vào năm 2015 sau khi giành được 4 chức vô địch Premier League, Hai League Cup, Champions League và Club World Cup. Tuy nhiên thì kể từ khi anh ra đi, không một cầu thủ quỷ đỏ nào có thể đánh bật được cầu thủ chạy cánh này khỏi vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng các cầu thủ dựa trên số phút trung bình cần có để có một pha kiến tạo tại Premier League. Nani đã kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn ở các giải đấu hàng đầu nước Anh 43 lần và mặc dù ít hơn so với những cầu thủ như Ryan Giggs, David Beckham, Eric Cantona, những cầu thủ này cần thời gian ít hơn để có được một pha kiến tạo. Nani chỉ cần 226 phút, chỉ hơn 2 trận rưỡi thi đấu là đã có được một pha kiến tạo. Con số đến lúc này chưa một cầu thủ nào của Manchester United có thể đuổi kịp. Điều đáng nói là con số này chỉ bao gồm những cầu thủ đã hoàn thành hơn 5.000 phút tại Premier League, khoảng 55 trận đấu trọn vẹn cho United. Mùa giải có nhiều pha kiến tạo nhất của Nani là mùa giải 2010-2011, khi anh đứng đầu bảng xếp hạng Premier League với 14 pha kiến tạo. Tuy nhiên thì Nani thì đã giải nghệ, vì anh bị Bernardo Silva vượt mặt trong danh sách những cầu thủ người Bồ Đào Nha kiến tạo nhiều nhất tại Hoàng Anh sẽ diễn ra sớm thôi. Thứ ba trong danh sách này là Bruno Fernandes với 41 pha kiến tạo trong 160 lần ra sân tại Hoàng Anh. Kể từ khi gia nhập Manchester United từ Sporting vào năm 2020, Bruno đã trở thành cái tên không thể thay thế trong đội của Quỷ Đỏ. Có thể nói thì anh là bản hợp đồng tuyệt vời nhất của Manchester United sau thời kỳ Sir Alex Ferguson. Bruno Fernandes đã có khởi đầu ấn tượng tại Anh dưới thời của huyền thoại Quỷ Đỏ Ole Gunnar Solskjaer. Ngay cả khi mà ông bị sa thải vào năm 2021, thì Fernandes vẫn là một phần không thể thiếu trong đội xuất phát của Manchester United và nổi lên như một nhân vật chủ chốt dưới thời của huấn luyện viên Erik ten Hag. Bruno đã trở thành đội trưởng hiện tại của United sau khi Erik ten Hag tước băng đội trưởng của câu lạc bộ khỏi hậu vệ Harry Maguire. Có thể nhiều fan của Manchester United đôi khi hơi nóng mắt về những pha xử lý thiếu quyết đoán hay hỏng ăn của Bruno, hoặc cũng có thể bực mình về những lần anh phản ứng thái quá với trọng tài. Nhưng những vết vượt đó không thể nào xóa nhòa đi được tài năng của Bruno trong màu áo quần lửa đỏ thì Manchester. Vị trí thứ tư trong danh sách những cầu thủ người Bồ Đào Nha kiến tạo nhiều nhất tại Premier League thuộc về Ronaldo. CR7 đã có 37 pha kiến tạo trong Quỷ Đỏ sau hai giai đoạn anh khoác áo đội bóng này. Có quá nhiều điều để nói về tài năng của Ronaldo, nhưng đơn giản nhất đó là huyền thoại của câu lạc bộ. Cầu thủ thứ năm trong danh sách những người Bồ kiến tạo nhiều nhất đó là Luis Buamonte. Cầu thủ chạy cánh này hiện đã giải nghệ và đã giành chức vô địch Premier League và FA Cup với Arsenal. Đã có được 35 pha kiến tạo trong các lần ra sân trong pháo thủ, Fulham, West Ham và Southampton. Như vậy thì vừa rồi các bạn đã cùng điểm qua danh sách những cầu thủ người Bồ kiến tạo nhiều nhất Ngoại hạng Anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.